Văn Tuấn, sinh năm 1959, thì hiện tại là ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Tôi là bị suy giãn tĩnh mạch hai chi dưới từ năm 2010. Từ khi bị như là suy giãn tĩnh mạch hai chi đấy, thì như là thứ nhất là hay bị chuột rút vào ban đêm, thứ hai là đi lại thì hai kheo chân hay bị nóng rát, cảm thấy phù lè nó nặng. Khi mà nó hai chân nó giãn ra ấy, thì nó rất to, nổi như gân lên trông rất xấu. Bệnh lý suy giãn tĩnh mạch nhưng mà lại gặp ở một bệnh nhân nam. Bác này thì hơn 60 tuổi, đã có những cái triệu chứng của bệnh lý suy giãn tĩnh mạch từ cách đây khoảng 10 năm rồi. Có nghĩa là bệnh nhân đã có những cái bùi giãn ở phần cẳng chân, kèm theo đó thì bệnh nhân có những giai đoạn bị chuột rút rất là nhiều. Và có những cái triệu chứng dụ như là tê bì chân xích, hoặc là những cái ngày mà đi lại nhiều, khi mà thời tiết nóng ấy, thì là bệnh nhân cảm thấy rất là khó chịu khi mà về cuối ngày hoặc là khi đứng lâu. Thì năm 2015 tôi đã đi lên một bệnh viện lớn tại Hà Nội khám và đã được siêu âm và đồng thời cho thuốc uống và cho tất để đeo vào hai chi. Đeo ấy thì nói chung là nó rất lắm và như nó dị ứng, nó ngứa, nên là tôi một thời gian thì tôi cũng không sử dụng. Các bạn cũng biết là thời tiết của Việt Nam thì rất là nóng, nên là bác ấy cũng chỉ đeo tất được có một hai lần thôi, sau đấy thì bệnh nhân không dung nạp được với cái việc đeo tất đó, và bệnh nhân cũng không đi khám lại mà tự mua thuốc và điều trị ở nhà. Gần đây thì các cái triệu chứng tăng lên và kèm theo đó là các bùi giãn tĩnh mạch cũng tăng lên rất là nhiều, và bệnh nhân bắt đầu có những cái dấu hiệu của giai đoạn muộn của bệnh là có những cái đám biến đổi màu sắc da ở phần cổ chân. Có một số thời điểm thì bệnh nhân còn kèm theo những cái triệu chứng ngứa ở tại những cái đám biến đổi màu sắc da đó nữa. Tôi như là quyết định đến bệnh viện như là thăm khám và điều trị. Bắt đầu vào khám thì bác sĩ Trang có tư vấn bệnh của tôi suy giãn ở mức độ 4. Nếu như để đến mức độ 5 thì nó sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi tiến hành siêu âm hệ tĩnh mạch chi dưới cho người bệnh thì bệnh nhân có tình trạng là suy tĩnh mạch hiển lớn đến đoạn thân, có nghĩa là lên tận đùi, kèm theo đó là giãn rất là nhiều các cái tĩnh mạch nông ở dưới da vùng cẳng chân hai bên, do là cái máu trào ngược. Từ giai đoạn 3 trở lên thì cũng có thể coi là những giai đoạn tiến triển của bệnh, giai đoạn 4 thì được coi là những giai đoạn nặng. Vì nếu mà bệnh nhân không được điều trị một cách tích cực theo thời gian thì nó sẽ là nơi mà hình thành vết loét ở vết loét tĩnh mạch của những cái bệnh nhân mà suy giãn tĩnh mạch giai đoạn muộn. Và đặc điểm của cái loét tĩnh mạch thì bản chất nó là một cái loét thiểu dưỡng cộng với cái phản ứng viêm tại chỗ rất là mạnh, cho nên là cái việc điều trị nó rất là khó khăn. Bệnh nhân thường là rất là khó để có thể liền vết loét, có những trường hợp bệnh nhân phải điều trị vài tháng hoặc thậm chí là cả năm. Sau quá trình như khám bệnh và như được tư vấn của bác sĩ thì tôi có nhất trí làm như để tiêm keo vào như khi. Với bệnh nhân Tuấn ngày hôm nay thì bệnh nhân đã lựa chọn can thiệp bằng keo sinh học, là một trong những biện pháp điều trị mà có thể gọi là có những cái ưu điểm rất là lớn. Thời gian điều trị thì ngắn, bệnh nhân có thể nhanh chóng quay trở lại bình thường. Chúng tôi hay gọi phương pháp này là phương pháp điều trị không tê không mê, gần như không phải chịu đau trong quá trình can thiệp, chỉ có gây tê tại chỗ khi mà luồn cái cateter qua da thôi. Keo sinh học thì thực ra là một trong những cái nguyên liệu mà đã được sử dụng trong y học từ rất là lâu rồi. Thời điểm đầu tiên là những cái năm mà chiến tranh thế giới thứ nhất thứ hai thì người ta đã sử dụng để dán các cái vết thương. Cùng với cái sự phát triển của các cái công nghệ và các cái phương pháp điều trị của bệnh lý tĩnh mạch thì bắt đầu từ khoảng đầu những năm 2000 đã được ứng dụng trong cái điều trị bệnh lý suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Và keo sinh học hiện nay của chúng tôi sử dụng tại Viện Tâm Anh là keo sinh học Benasil, là một trong những keo mà đã được FDA phê chuẩn vào năm 2015 tại thị trường Mỹ. Thì đây là một trong những cái loại keo mà có những cái bằng chứng rất là rõ ràng trong đời thực, có những nghiên cứu dài hạn 5 năm và hơn 5 năm và đã cho thấy là có hiệu quả rất là rõ rệt, kể cả trong những nghiên cứu đối chứng với những phương pháp mà điều trị bằng nhiệt. Thì sức khỏe hiện nay nó vẫn là bình thường, và nói chung trong quá trình làm ấy thì không bị đau, bị đớn gì cả, vẫn tỉnh táo bình thường mà vẫn chia sẻ cùng nói chuyện với bác sĩ. Kể cả trong cái quá trình mà tiến hành can thiệp cho bệnh nhân khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì bệnh nhân cũng nói là bệnh nhân gần như không có cảm giác đau một chút nào cả, cảm thấy rất là thoải mái. Sau khi can thiệp xong thì bệnh nhân có thể đi bộ bình thường, quay trở lại phòng bệnh. Thì sau 45 phút thì tôi cảm thấy chân tôi là rất bình thường, không thấy đau đớn và không thấy có biểu hiện gì khác, sức khỏe thì vẫn ổn định. Với phương pháp điều trị bằng keo sinh học không giống như là điều trị bằng nhiệt là bệnh nhân sẽ phải đi tất áp lực. Thế thì chúng tôi vẫn đưa ra những cái lời khuyên nhất định cho bệnh nhân là thứ nhất là
tránh vận động mạnh trong vòng từ 7 đến 10 ngày hoặc tốt nhất là 2 tuần sau can thiệp. Ở đây chúng tôi định nghĩa là những cái vận động mà liên quan đến vận động thể lực, ví dụ như là bệnh nhân chạy hoặc là leo núi hoặc là bệnh nhân nhảy hoặc là tập gym, thì đấy là những cái vận động mà mình nên hạn chế. Còn những cái vận động hàng ngày đi lại, phục vụ sinh hoạt bình thường hoặc là đi bộ quanh nhà nhẹ nhàng thì là những vận động mà mình không cần phải hạn chế. Do vậy mà ngay ngày hôm sau thì bệnh nhân có thể quay trở lại cuộc sống bình thường hoặc là đi làm việc như bình thường được. Và một số các cái dấu hiệu sau can thiệp mà bệnh nhân nên lưu ý, ví dụ như là cái chân can thiệp nếu mà sưng đau hoặc phỏng hoặc là có sưng phù thì bệnh nhân nên được khám lại ngay. Và những cái dấu hiệu toàn thân khác mà bệnh nhân cũng nên lưu ý, ví dụ như là bệnh nhân bị sốt hoặc là cảm giác khó thở. Đối với phương pháp điều trị keo sinh học thì một trong những cái tác dụng phụ thường hay gặp hoặc là có thể bệnh nhân hay gặp nhất đấy là cái tình trạng là hơi đỏ một chút tại cái chân mà mình can thiệp, thường thì cũng chỉ đỏ ở mức độ nhẹ thôi. Và tất cả những cái triệu chứng hoặc là bắt đầu và kết thúc của những cái triệu chứng đỏ da đấy thì thường là trong một tháng đầu tiên sau can thiệp. Với tất cả những bệnh nhân can thiệp của tôi thì thường là triệu chứng nhẹ và bệnh nhân cũng không cần phải tái khám trong vòng một tháng. Bệnh viện Tâm Anh thì có người nhà trước kia đã điều trị ở đây và giới thiệu cho tôi đến. Tôi thấy bệnh viện Tâm Anh làm có uy tín. Từ khi tôi vào khám, bắt đầu làm thủ tục đi tất cả các nơi, các khâu đều được nhân viên như tận tình giúp đỡ, rất chân thành như cảm ơn sự nhiệt tình như điều trị tư vấn của bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trang. Bản thân tôi thì cảm thấy như thế là rất hài lòng.